Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với những video tiếp theo trên kênh YouTube của Bí Lử Thảo Mới Linh Tem. Bí Lử xin chúc mọi người có một ngày mới làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hiện giờ thì Bí Lử đang có mặt ở trên nhà anh chứ bốn vợ và ba vợ đã đi du lịch các bác ạ. Ở những thước phim trước thì Bí Lử cũng có vào nhà anh chứ đây các bác ạ. Thì nghe anh kể là con trai của anh thì cũng đã được bên nhà bố mẹ đẻ đã đưa về nhà rồi các bác. Thì hôm nay thì Bí Lử cũng sẽ quyết định vào trong này để hỏi anh. Và con trai đã bên nhà bố mẹ đẻ đã mang cháu về chưa các bác? Đấy thì mời các bác hãy đi vào trong nhà anh chứ cùng với lại Bí Lử nha các bác. Đấy, trời thời tiết hôm nay trên này thì nắng ấm rồi các bác ạ. Trong buổi sáng hôm nay thì anh chứ cũng Bí Lử cũng có gọi điện hỏi thăm anh chứ, thì anh chứ cũng ở nhà cũng đang làm nương bên này. Hiện giờ thì đang là buổi trưa, thì gia đình chắc là đang ở nhà để ăn cơm đấy các bác. Đấy, ở trước cửa đây thì Bí Lử cũng có nhìn thấy hai đống rơm đây. Hai đống rơm chắc là vừa mới thu về để mà nấu cám lợn đây. Nhà thì khóa cửa rồi. Có ai ở nhà không nhờ? Nhớ chơi nhờ? Nhớ! Nên nhau chơi thì nhau. Ờ. Đấy, chào ông nhá. Mọi người thì đang ở ăn cơm. Ờ. Cái quần áo của gia đình thì đang phơi đây. Phơi vùng vãi đây các bác. Trời nắng tận dụng để mà phơi quần áo đây. Nhà thì cũng không có móc đây các bác ạ. Quần áo cũng rơi hết đây này. Ây da. Ờ, chào anh nhá. Ô, quần áo sao rơi hết thế này? Gió. Gió à? Nhà mình không có móc à? Có. Treo à? Không căng một cái dây ấy. Phơi mà, thật là đá. À. Sao không căng một cái dây phơi cho nó đỡ phải bay tung tóe này? Ăn cơm chưa anh? Vừa ăn cơm à? Thế sáng nay là đốt hết cỏ kia chưa? Chưa rồi. Bây giờ là nhà à, đang ăn cơm xong mới vào đúng không? Đây bể nước của nhà anh chứ đấy các bác ạ. Nước còn rất là nhiều đây. Nước là mình kéo từ đâu về anh chứ? Nước kéo từ đâu về? Kéo tí trên kia cơ. Ui. Thế là kéo qua đường ống nước này thôi. Thế là cũng tốn khá là nhiều đường dây nước đấy. Anh chứ đang vừa ăn cơm xong đang xúc miệng đấy các bác. Đây anh chứ, em vào thì mua được dây sữa cho cháu thôi. Đấy. Hôm nay vừa đi Đồng Văn về. Anh vừa đi Đồng Văn về á? Ờ. Đi làm gì? Chờ anh gái đi Đồng Văn. À chờ em gái đi, cái chị hôm nọ mà bảo là đi làm đúng không? Đấy. Đi làm mấy Đồng Văn à? Đi giặt quần áo. À đi, có nghĩa là đi đi làm ở chỗ những cái chỗ mà người ta làm nhà nghỉ đúng không? Để đấy. Mình làm phục vụ đấy đúng không? Đấy. À thế cũng được. Đấy cho có công việc ổn định cũng được anh ạ. Đấy đi vào nhà nào. Đấy mời các bác đi vào nhà cùng anh chứ với cháu đây. Cháu là vừa ngủ dậy à? Vâng. Tóc thì vẫn đang rối. Chắc là nóng quá. Ông bà là hôm nay cũng sang giúp chứ đúng không? Có lạc hát. À. Ui đang ăn cơm à? Ờ. Đấy gia đình đang ăn cơm đấy các bác ạ. Đấy. Xem nào. Ừ, ăn mấy mén rồi à. Nó mỏng không nữa lỏ. Nó mỏng 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 mỏng. À, một ít gạo đây các bác. Đấy. À, thằng con này lại về dạ? Anh chứ? À, hôm thứ bảy đưa về dạ? À, đấy. Đây các bác ạ, cò của anh chứ thì nó về đây rồi đây, để ăn đang ăn cơm đây này. Nó đuổi, không đuôn lên. Hả? Hôm thứ bảy đuôn lên. À hôm thứ bảy là đưa cháu lại đưa cháu sang nhỉ? Ui thế thì là mừng quá rồi gì. Đấy, cò thì hôm nọ thì cũng về đây rồi. Đấy. Thế là hôm nay là về được 3 ngày rồi nhỉ? Thứ bảy, ba ngày. Được 3 ngày rồi. Đấy, thế đi sang bên kia họ có nói gì không? Đi bên kia họ có nói gì không? Không nói. À không nói gì à? Thế là các bác là cũng chỉ đưa về
thăm nhà thôi. Vâng. À thế là được rồi. Vào sáng là điện chị một tí thôi, tôi đi về gọi điểm chỉ á. nhẹ nhẹ ít tiền nuôi con bé này. À tiền nuôi con bé à? Thế chứ hôm nọ không phải là do chính quyền không cho nuôi đâu đúng không? Đấy À đấy hôm thì là còn nó bảo là công an xã không cho phép nên là bảo là bán con đi, nhưng mà không phải thế đâu đúng không? không phải À đấy, cháu bé thì cũng về đây thì hôm nay biết là cũng là mừng cho anh chứ đây, hôm nay anh chứ thì cũng đã nụ cười đã được nở trên môi, đã vui trở lại rồi các bác ạ. Đấy. Thế là tí nữa trưa là mình lại đi làm tiếp à, chiều mình lại đi làm tiếp à? nóng ăn cơm xôi lâu cũng Đúng rồi, giờ này cũng đang nóng. 12 giờ 30 phút trưa các bác, gia đình thì cũng vừa về được một lúc này. Đấy. Đấy nghỉ ngơi một lúc xong là lại đi làm tiếp. Anh là nhổ hết cỏ rồi mà đúng không? Bây giờ là chỉ đốt rồi à? Ừ. Tốt. Đốt xong là cày là hết chưa? Đã cày hết chưa? Thế là mai tiếp tục cần. À mai lại tiếp tục cày à? Ừ. Đấy. Để tranh thủ Kiểu nốt những mình cái ngày làm này. con bò cái nhiều mệt hơn. Ừ, đúng rồi, bò cày liên tục cái này là nó cũng mệt lắm. Cho nó tranh thủ nghỉ ngơi một tí. Bò nó còn mệt nữa là. Cày một bữa nghỉ Đúng rồi, nó cũng như con người mà người còn không khỏe bằng nó, nhưng mà cho phải cho nó nghỉ, không bữa nghỉ là sợ nó lại là bị tùa khôn đấy. là bị khôn Đấy, thế là vẫn hai con bò hôm nọ à? vâng Vâng, thế thì được rồi. Đây cò thì vẫn đang ăn cơm ngon miệng đây các bác. bà mẹ hỏi Nó đi nó có nhớ bố không hả? Chắc là nhớ bố chứ. Ui, ngon quá. Thế là anh chứ vẫn chưa lên trên chính quyền để xin giấy để nuôi con à? Cũng chưa đi xin đâu đúng không? chưa Thế thì mình phải lên ủy ban xã để mình xin giấy để xác nhận con nuôi nhé. Đấy, để sau này cho bé nhập khẩu vào gia đình mình. Đấy, cái gì nó cũng có phải trên giấy tờ pháp lý thì nó sau này cháu cũng là con của mình mà. Đấy. Ông làm cháu là có giấy khai sinh chưa? Có giấy khai sinh nhỉ? Tên là gì? Hay tên là Nô. Tên là Nô à? Vâng. À. Đấy xong là làm xin chính quyền xong là mình xác nhập vào khẩu của mình luôn làm con nuôi ấy. Vâng. Đấy, sau này thì làm cái gì thì đỡ phải liên quan, như hôm nọ thì bên gia đình nhà bác ruột đây này cứ lại mỗi lần là hôm nọ là lấy tiền là cái gì nhỉ, lấy tiền hộ nghèo hay là tiền gì của cháu? Tiền đấy À vâng. tiền nuôi nuôi cho trẻ con 3 tuổi À nuôi cho trẻ con 3 tuổi á? vâng Thế là số tiền kia là hai bác kia cầm đi rồi à? vâng À thế là không 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 đưa cho bé một ít cho anh để anh nuôi à? không cho À không cho á? vâng. Thế thôi mình cũng chả cần đâu anh ạ. Thế thì chỉ sợ sau Thì cái này, này không không quan trọng đúng rồi, chỉ sợ sau này hai bác đấy lại lại sang đây lại đòi cháu về xong lại lấy số tiền đấy. Đấy như vừa nãy em nói thì anh sắp tới thì anh, nhưng mà anh biết làm giấy tờ trên đấy không? Chắc là không biết đâu đúng không? làm giấy tờ Đấy để nhận con nuôi này không biết đâu. lưới chưa Ừ, chưa biết đâu đúng không? đi học Để em về em nhờ người em tìm hiểu xong là có gì thì em sẽ nhờ người hỗ trợ anh để vâng mình làm cái thủ tục. Cái này thì em cũng chưa làm bao giờ đâu, nhưng mà cái này em sẽ tìm hiểu trên đấy để có gì giúp đỡ anh được. vâng Đấy nhìn như trẻ đứa nhóc này bây giờ nó đang bé thế này thì nó cũng chưa biết gì đâu. vâng Thế là mẹ của cháu này là cũng đã đi thêm bước bước nữa rồi đúng không anh? vâng À, nên để cháu ở lại một mình ở cùng với lại các bác thì là cũng dừng cho cũng không thể mà nuôi nấng được như kiểu là bố mẹ đẻ được các bác. Nên ở đây thì cũng có anh chứ, thì anh chứ cũng tha thiết để xin nuôi dưỡng cháu, thì ở đây thì cũng mong rằng là anh chứ sẽ nuôi nấng cháu yêu thương như các cháu gái của anh chứ đây. Anh chứ cố gắng
nuôi nấng cháu để sau này có gì thì còn có người phụ dưỡng nha anh nhá. Đấy, các cháu thì bây giờ đứa này là bây giờ chắc là có tầm hơn một tuổi thôi nhỉ? Hơn một tuổi đấy. Đứa là hai đứa bé này chắc là cũng ngang 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 nhau đấy. Còn đứa kia là đứa út kia là tầm mấy tháng rồi? 6 tháng nữa rồi. Hai đứa lớn là đi học nhỉ? Đi học. À, đứa lớn là mấy tuổi nhỉ? Đứa là 7 6 tuổi hơn rồi đúng không? À, để đi học lớp 1 rồi. À đúng rồi, chuẩn bị học lớp 1 rồi. Đấy. Hôm nay bà không qua đây à? Bà làm nương. Bà vẫn đang làm nương á? Ô, bà không về nghỉ ăn cơm đi. Bà bảo vào nhà ăn cơm. Nó bảo là chưa đói. Chưa đói à? Ôi làm thông luôn các bạn, làm thông buổi trưa luôn. Ở trên này cũng bà con vùng cao thì làm khi nào mà hết nương thì bà con mới về ăn cơm các bác. Còn trừ những cái hôm mà nương nhiều quá thì bà con mới về nghỉ thôi. Còn nương xa quá thì bà con phải đựng cả thêm cơm đi lên nương để ăn ở trên nương rẫy. Không ăn cơm đi hả? Nó bỏ chào chị tao. Nó chào à, nó chào thế á? Để nó chào. Thế nào mà chợ đi không? Còn nhìn đẹp trai đấy, nhìn cũng đẹp trai vết này. Củi là mình hay lấy ở trên đồi trên kia anh chứ? À. Củi là hay lấy trên đồi trên kia đúng không? À. Đấy, hôm nay thì nhà anh chứ cũng không có củi rồi. Cũng đi, hôm nay thì cũng đi lấy mấy cái rơm cỏ nương ngô này về để đốt đây các bác. Đấy, gà thì cũng đi vào trong này rồi. Nhà anh chứ thì cũng có một đàn bồ câu các bác. Bồ câu thì sống ở trên này đây. Bồ câu này là đợt nọ cầm lên à anh? Bây giờ được mấy đàn rồi? Nó đẻ được mấy đàn rồi? Hai lứa. À đẻ được hai lứa rồi à? À đây đang bay ra đây. Đấy, cứ bay đi đâu đây? Dưới này đều là nương của anh chứ đây các bác. Nương đây, từ lên trên này. Dưới này thì cũng chưa cày đâu. Cái này chắc phải đợi 1-2 hôm mưa nữa nhỉ? 1-2 hôm mưa nữa thì cày thì bắt đầu gieo trồng bà con đây. Ui nhà anh cũng có cả một cây đào đây á. Đào đang nở hoa đẹp quá. Cái đào này trồng lâu chưa? 3 năm. À 3 năm à? À ông đang sửa cày đây à các bác? Ơ thì khô vọng rồi chưa? Ờ, còn gì đâu. Có chuyện gì đúng không? Ừ. Ông đang sửa lại cày thì một lúc nữa sẽ được cày đi các bác. Mua à lỗ, mua khó đi chẳng à? Ừ. Sửa lại đi. Dính nhiều đất quá nên là ông phải chỉnh lại. Cái lý cày này mà gặp phải đất gặp đá mà chơi này là chơi chín mùa vậy. Ờ do mà. Ừ. Đấy. Cái này mà gặp đá cứng ừ, thì nó cũng gãy được ấy các bác. Thế là từ trước đến giờ mình cày là đã gãy cái cày nào cho anh chứ? Chưa gãy à? À thế là phải cày lâu năm ấy, phải biết cách cày thì mới không gãy được. Chứ em thấy nhiều người là cứ cày 1-2 lần xong là gãy luôn, gãy đôi luôn. Tại vì toàn trên này toàn đá mà. Bò nó đi chậm mà bò nhanh ấy. Đúng rồi, bò đi nhanh thì hỏng, mình mà để sâu quá thì lại gãy luôn cày. Bây giờ ông này đi cày tiếp à? Ở trong một lái tế ở nhờ? Vâng. Nó sửa cày. À sửa cày đấy à? Hôm qua cày có bò đi nhanh nữa. Có bò đi nhanh quá. Chết hết rồi. Năm ngoái đánh chứ cũng trồng khá là nhiều cây mận, cây đào ở xung quanh ngoài cái vườn đá này các bác. Thế này là thời tiết nó khắc nghiệt quá là cũng tùa hết rồi. Cũng bây giờ là cũng chỉ còn lác đác vài cây ở ngoài. Chỗ này là anh chứ là cai quản cả một vùng đất đây nha các bác. Ở đây thì có mỗi một nhà của anh chứ thôi. Đấy, ở đây thì rất là bao la luôn.
Anh Chứ là nhà đầu tiên mà ở đây luôn. Anh Chứ có kiểu tóc mới rồi các bác. Hôm qua anh vừa cắt tóc à? Vâng. Ai cắt cho đấy? Bố. À, ông cắt cho á? À, để ông là cũng biết cắt tóc đây các bác. Tóc bị cháy rồi này. Con đi mượn gì mà con xe giờ lót ở cũ rồi nhỉ? Không ạ. Bị cháy một ít. Đi đốt nương là cũng không để ý là bị lửa bén vào. Đứa nhỏ này nó không đi ngủ đi. Hả? Không ngủ, nóng. Không ngủ nóng quá à? Lúc nào bố đi đâu là cũng phải lấy đéo đi theo. Cái hàng rào đá này là trước anh với bố, hai bố con các tự xếp lên à? Ôi nhìn công phu quá các bác ạ. Hàng rào đá này toàn là đá nhỏ thôi nhưng mà xếp rất là công phu này. Xếp này giống như là xếp ngô. Giống như xếp ngô à? Cái này mình xếp mất bao nhiêu ngày công? Xếp này mất một tháng á. Thì các bác nhìn thấy của hàng rào đá này nhìn rất là đẹp. Đấy, công phu đây các bác. Đấy, anh Chứ với lại ông thì xếp mất một tháng này, một tháng công. Đấy, ở ngoài thì cũng rất là đều và rất là đẹp luôn. Đó là vuông góc. Cái này là xếp quanh nhà từ xung quanh nhà từ đằng sau nữa nhỉ? Đấy, toàn là đá như này thôi. Thế là cứ nhặt đá như này về để xếp à? Đây trên anh Chứ là đặc sản là đá. Nếu mà đá này mà bán được tiền ấy thì chắc là ở trên này giàu rồi các bác. Trên này đá mà bán được tiền thì chắc là trên này thành toàn đại gia thôi. Không phải là nhà như bây giờ đấy. Không có người mua. Đấy bán thì không có người mua. Mưa là đạt tráng. Ừ đúng rồi. Đá này là gọi là đá gì nhỉ? Tiếng Mông của Lử thì gọi là dễ hầu ca, nhưng mà tiếng của Thông thì không biết gọi là đá gì. Còn loại đá này thì người ta cũng không hay dùng để mà làm bột đá đâu các bác. Người ta hay dùng đá trắng này này. Tại vì đá này nó cứng lắm các bác. Đá này cứng mà anh Chứ nhỉ. Đá này thì gọi là đá pha thạch hay sao ấy. Đá này đá pha thạch. Đá pha thạch các bác ạ. Đá này rất là cứng. Đá này mà trong đấy mà có ngọc thì thôi rồi. Đây phía bên này là cái chuồng của nhà anh Chứ đây các bác. Chuồng này khá là thấp. Đấy, trong này cũng có một con bê nhỏ. Đây, con này là không phải là con đi cày đâu nha các bác. Con này là con bò cái. Còn Chứ mang đi cày là con bò đực. Phân chuồng cũng. Đấy, phân chuồng này là trước Tết thì gia đình cũng đã để sang một góc bên này để cho nó khô rồi. Gà 2, 4, 6, 8, 9 con. Nhà bây giờ cũng phát triển kinh tế rất là tốt, rất là ổn định rồi đây. Đây toàn cảnh cái ngôi nhà của anh Chứ đây. Ôi, em bé này, bé tí này cũng ăn được mía rồi á. Đây vừa cầm cây mía răng để bảo bố bóc cho đây các bác. Trẻ con này thích ăn đồ ngọt này. Mọc hết răng rồi mà nhỉ, trẻ tầm gần 2 tuổi này mọc hết răng rồi. Nhưng mà răng nó còn yếu đấy. Ui. Đấy, đây là cậu quý tử của anh Chứ đây các bác. Đấy, hôm nọ thì bên nhà bác ruột thì cũng đã mang sang nhà của anh Chứ rồi đây. Cái quần này hơi to. Thế là mấy giờ mình lại đi làm nương tiếp anh? Dạo lâu một tí. À, nghỉ lâu một lúc để cho nó dâm nó xuống một tí đúng không? Thời tiết nó đỡ nắng thì gia đình lại đi tiếp đây. Nóng. Đấy, hôm nay vào đây thì Vi Lực cũng có muốn để hỏi thăm. Hôm nọ thì vào đây thì thấy cháu thì cũng đã được bên nhà bác ruột cũng đã đưa về đây. Thì Vi Lực cũng muốn qua đây để hỏi xem là
cháu đã về chưa? Thì cũng may mắn là hôm nay qua đây thì bác nuôi, bác ruột của cháu bé đây thì cũng đã mang cháu bé sang nhà anh Chứ rồi đấy các bác ạ. Đấy hôm nay thì đấy, cháu về đây thì cháu anh Chứ hôm nay cũng rất là vui rồi. Anh Chứ thì hôm nay cũng đã vui hơn hôm nọ rồi. Hôm nay nụ cười thì đã nở trên môi đây. Thế một lúc nữa mình lại đi làm tiếp thì các cháu thì ai trông? Là vợ chồng. À vợ chồng à? Thế hôm nay thì cô thì cũng đã đi làm ở bên Đồng Văn rồi đúng không? Vâng. Đấy thì mỗi hôm thì hai vợ chồng anh Chứ đi làm thì còn có cô để trông. Thì hôm nay cô thì cũng đã đi sang Đồng Văn để đi làm rồi. Thì hai cháu nhỏ đây thì hôm nay sẽ ở nhà với lại mẹ. Còn là bố thì sẽ đi làm, lại đi tiếp tục làm nương các bác ạ. Thế thì anh nghỉ ngơi xong một lúc tí nữa mình đi làm nhá. Vâng. Hôm nay em vào đây thì em cũng muốn chia sẻ một chút về cháu trai của anh. Thì hôm nọ thì nghe cái tin là cháu cũng đã được hai bác ruột cũng đã đưa mang về nhà. Thì hôm nay em cũng muốn quay lại đây để xem mà cháu đã về chưa. Vâng. Và cũng muốn hỏi thăm tình sức khỏe gia đình thôi. Vâng. Thì thấy gia đình cũng cháu cũng về đây thì gia đình ai cũng khỏe tuyệt vời rồi anh ạ. Thế thì em xin phép em về nhá. Vâng. Thế hôm nay qua đây thì cũng không có gì, thì cũng có muốn món quà nhỏ nhỏ của em muốn gửi cho các cháu thôi. Thì anh chị ở nhà nhá. Dạ. Em về đây. Dạ. Vâng, chào anh. Anh dạ, dạ vâng. Dạ vâng. Thế thì chào anh nhá. Thì hôm nào có thời gian em lại tiếp tục thăm gia đình. Dạ. Nhá vâng. Và anh nghỉ ngơi nhá. Dạ. Đấy vừa rồi thì Lử cũng có vào thăm nhà anh Chứ các bác ạ. Anh Chứ thì hôm nay đã vui hơn hôm nọ rồi. Con trai thì cũng đã về đến nhà rồi các bác ạ. Đấy con trai thì về rồi thì anh Chứ cũng phấn khởi như thế là đi. Cái Lực cũng xin phép gia đình cũng đi về đấy các bác ạ. Đấy, gia đình thì mong là cháu sẽ được anh Chứ nuôi nấng và sẽ cho cháu ăn học như là các con của mình như các bác. Đấy, cái Lực cũng vừa chia sẻ những thước phim về gia đình của anh Chứ xong thì các bác thấy video của Bí Lử hay và thú vị thì mong các bác hãy luôn ủng hộ và đăng ký kênh cho Bí Lử và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo nhá. Xin chào tất cả mọi người. Đây là con đường để đi về đây các bác. Xe thì Bí Lử để tít ở trên đường cái trên này rồi. Con đường anh Chứ là con đường đi vào như này thôi.